Hello, xin chào cả nhà. Đúng quý vị, hôm nay Tâm Gồm sẽ làm gì nè? Mà khoan, đợi mình chút để mình lại mình lấy lỗ tai heo. Ủa chị giao lỗ tai heo phải không? Ý chà, lộn rồi. Bé giao lỗ tai heo đang đứng ở ngay chốt kia kìa. Cái chị này chỉ đi làm mà. Trời ơi, vậy mà lộn thiệt tình với khoan. Để trước khi tiếp xúc nhận hàng phải xịt rửa rửa mới được, rửa kỹ mới được nha em ơi. Ừ, để anh xịt mới lên mấy bịch thịt. Cái này giao lỗ tai heo gì nữa? À, thì anh bé này có giao cho mình lỗ tai heo với lại thịt của một chị khác nữa, để mình coi, mình kiểm tra lại nha. Để cho coi cái này bao nhiêu tiền ta. 200, 105, 126 với bột thịt kia. Rồi bây giờ mình sẽ móc tiền ra trả nha. Hiện tại thì ở khu vực mình ở là đang có nhiều ca nhiễm, nên là đang phong tỏa và đang di chuyển rất là khó khăn luôn nha cả nhà. Nên có việc là mua bán giao thương này kia cũng rất là khó khăn. Thì bé nó ở Mỹ Quý nè, xuống đây giao lỗ tai heo cho mình đó. Và mình xuống mình nhận hàng. Đó thì mình có đem theo cái chai cồn đó, mình đang xịt trên tay đó. Cho có ông chú là xịt nữa. Thôi kệ, xịt cho chú miếng đi, nhưng mà mình phải giãn cách ra mới được. Đó, sau khi mình xịt cho chú xong rồi mình đứng cho xe. Rồi để mình chuẩn bị mình trả tiền cho con bé này. Thì mình mua hai cái lỗ tai heo với bạn của mình là bạn Chí á. Đó, cũng mua hai cái lỗ tai heo luôn. Thì hai anh em mua hai bịch, thì bé nở mua quý giao xuống. Thì do là ở đây là chốt kiểm soát đó, nên là bé này không đi vô chợ được, nên là nhờ mình giao cho một cái chị ở trong chợ đêm nữa. Với lại bé này có nhờ mình chuyển tiền 2 triệu giùm, con bé này chuyển tài khoản cho mình. Thôi cuối cùng cũng đã thanh toán xong, bây giờ mình tiếp tục xịt cái này cho nó chết con virus mới được. Không biết nó chết hay không, nhưng mà có xịt sẽ đỡ hơn không. Đó, thì mình gắng cố gắng đi, thực hiện tốt phòng chống dịch đi. Thì ngay cái chốt này nè, mấy anh công an cũng như là dân quân nào đó thì phải kiểm soát các phương tiện ra vào đó. Thì chỉ có lý do chính đáng mới được ra vào khu vực này thôi. Thôi bây giờ mình tranh thủ mình xách bột lỗ tai heo mình đi về nha. Và hiện tại thì mình đang hướng về chợ Tháp 10. Thì nói chung có lỗ tai heo không, ngày hôm nay là không đủ ăn rồi. Để mình đi vô đây mình sẽ kiếm một ít rau củ và mua thêm nữa, để mà ăn buổi chiều này nọ nữa. Và chút xíu nữa mình sẽ kiếm kiếm mua trái dừa. Đúng rồi, lỗ tai heo mà khìa nước dừa là thay luôn nha cả nhà. Đó, để mình kiếm mua ít rau củ cho coi. Hiện tại thì chợ cũng đã tạm đóng cửa rồi. Đó, nên là cái việc mà mua rau củ mình cũng phải kiểu biết chỗ mới mua được nha. Và cuối cùng mình cũng đã mua được ít để coi này gì. À, mấy trái mướp nè, dưa leo, hành. Vừa đây ăn được 3-4 bữa. Nói chung cái bịch này sáng là mua 30 mấy ngàn đó. Nói chung cũng không có mắc lắm. Tại vì cái giá như vậy đối với đây là rất là hợp lý à. So với bà con ở thành phố á, thì người ta rất là cực khổ hơn mình nữa. Thì trong cái giai đoạn dịch này nè, là cái việc mà mua rau củ hàng nông sản này cực kỳ khó khăn. Mình cảm thấy cuộc sống ở đây mình rất là hạnh phúc rồi. Nhưng mà hiện tại cái sự hạnh phúc bình yên của mình á, cũng đang bị đe dọa rồi. Tại vì ở đây là cũng có một vài ca nhiễm, nên là chỗ mình cũng giống như là trung tâm gì, xung quanh được bị phong tỏa hết trơn rồi. Đó, thì chợ thì kia đóng cửa, còn bách hóa xanh thì vẫn có bán, nhưng mà mình ngại tiếp xúc vô thôi. Thì mình mua được cái bịch này rất là mừng luôn. Thì cộng với lỗ tai heo, hôm nay mình sẽ có thể là chế biến cái món lỗ tai heo kia, sẵn mua giùm lát giao cho thằng Chí luôn. Chí cũng ớn ở đường lắm, nên là mình sẵn đi chợ mua, lát mình sẽ giao cho nó luôn. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đảo một vòng chợ để coi chợ này nó có bán gì nè. Hết chưa, có một cửa hàng thuốc Trung Sơn người ta vẫn còn mở nè. Tại vì đó là hàng thiết yếu nên là người ta được quyền bán nè. Chứ là bán quá xanh nè, vẫn còn mở nữa. Mình thấy là nó thấy có mấy cô mấy chị đây nè đứng xếp hàng này kia, chỗ mình sợ lắm, mình ngán xếp hàng cực kỳ luôn. Mua đồ mình xếp hàng. Còn bên đây là bên trái là nhà thuốc Long Châu nha cả nhà. Thì hai nhà thuốc lớn ở đây vẫn bán bình thường đó. Thì ngoài ra thì những cửa hàng khác đều đóng cửa hết trơn. Để bây giờ mình sẽ đảo một vòng ra bờ sông để mình kiếm trái dừa. Thì thường thường á, dừa người ta hay bán dưới bờ kè này nè đó, để mình kiếm thử. Nhiều khi hên gặp được mấy cô bán dừa ở ngoài ghe đó. À, để mình giờ mấy quán nước là có, bây giờ là không có rồi. Thôi để tiếp tục chạy lại lần này nè. Lần này có một cái cô hay bán dừa lắm nè. Hy vọng là bà có bán nha. Đây. Đó rồi, đó, bà xuất hiện. Đây, bữa nay có bán dừa không cô? Rồi, không có luôn rồi cả nhà ơi. Rồi, thúi hiểu luôn rồi. Đứng lại nói chuyện một tí rồi đi tiếp luôn. À, quên nữa, cả nhà thông cảm giùm mình nha. Do hôm nay mình có quay có tiếng đấy, nhưng bị trục trặc kỹ thuật nên là toàn bộ âm thanh trong quá trình mình di chuyển là bị mất hết trơn rồi. Nên hôm nay mình trở về mình lồng tiếng lại. Thôi có gì ăn nấy đi. Theo kiểu đừng có được voi đòi hai bà chân mà lắm. Mình có lỗ tai mình về mình khìa với đường hay mật ong không cũng ngon rồi. Đó, thôi bây giờ mình tiếp tục mình đem lỗ tai heo mình mang qua cho bạn Chí Vlog nha. Bạn Chí này ở cửa hàng xe đạp Phú Hòa Ba nè. Đó, Chí đóng cửa tối ngày luôn quý vị ơi. Sợ lắm, thì dịch này ai cũng ngán ra đường lắm. Mình bắt nó dĩ là mình mới ra đường thôi. Khi mình ra mình cũng phải đảo bảo hộ rồi khẩu trang này.
rõ ràng cả nhà thì mình thấy là mình hai cái khẩu trang luôn, một cái khẩu trang y tế và một khẩu trang N95 ngoài, và bên ngoài có thêm một lớp kính nữa. Rồi để điện chế ra mới được. À, bạn chế là mở cửa rồi nha cả nhà. Đây đợi bạn chế mở cửa rồi mình giao cái thịt heo này xong rồi mình đi về. À lát còn giao cho chị kia nữa. Hay bây giờ đợi đi. Chị nói chung thì cũng thèm thấy ăn lỗ tai heo lắm, thì anh em mình khi có cái gì nó món ngon ngon hỏi ăn có ăn không, sẵn mua giùm luôn cho. Đây có hai bọc nè. Bịch 105 bằng bịch 226.000, bạn Chí chọn bịch 126 rồi. Tại vì nhà mình ăn ít á, nhìn nhường bịch bự cho bạn Chí luôn. Có bạn Chí vô lấy tiền đó, trước khi giao thì phải xịt sát khuẩn đàng hoàng. À, nói chung phải đảm bảo nha, bạn Chí có bịch khẩu trang luôn nha. Thì nói chung thì mặc dù bạn bè cũng vậy nữa, cũng không được y nữa. Đó, dịch này ai cũng phải kỹ hết. Thôi bây giờ mình tiếp tục trên con đường đi về khu dân cư của mình nha. Đây là dưới dốc cầu ngân hàng nha cả nhà. Thì nói chung thì nhìn rất là vắng luôn, không ai mở bán gì cả, thì chỉ có lác đác một vài người đi chợ để mà mua thực phẩm hay là những cái gọi là nhu yếu phẩm á. Đó thì có một chị ở chợ đêm á, chỉ mua cái bịch thịt hay là đồ lòng vậy đó. Thì bé nãy là giao xuống đây không được nè, thấy tội nghiệp lắm, thì mình sẽ nhận giao dùm cho chị luôn. Mình đã trả tiền cho bé đó rồi, sẵn là lát lấy tiền của chị lại. Với lại bé nữa nãy có nãy giờ mình chuyển tiền 2 triệu đó, bé đó cần tiền mặt nhưng mà đâu cây cây đôi em đâu rút. Với lại á, đi xuống đây đông người cũng ngại nè, thì mình trong tài khoản mình còn tiền á đó, thì mình sẽ ây xin lỗi quý vị, thì con bé kia đưa tiền mặt cho mình mình sẽ đưa tiền mặt cho con bé đó 2 triệu đó, thì con bé đó sẽ chuyển lại cho mình 2 triệu đồng đó, giống như là mình là cây ATM vậy đó. Nói chung trong mùa dịch này nè, mình san sẻ gì được thì mình cứ san sẻ cho người khác. Rồi bây giờ đã tới cái chợ đêm nha, chợ đêm rất là vắng luôn, chưa bao giờ thấy chợ đêm vắng như thế này, trừ mấy bữa mưa thôi. Mà ở đây trời trong xanh đẹp như vậy mà cũng vắng nữa. Nhà của chị đây nè, cái chỗ Tom và Seri á, chỗ khu vui chơi cho em á. Đây không biết chỗ nào nhà nào đây để Tom rộm dừng lại tấp lên cái coi. Rồi nhà nào ta Tom và Seri đây rồi, không biết nhà nào đây để lấy điện thoại rồi điện cái. Alo, chị ơi, chị có cái đơn hàng thịt heo nè chị. À thấy bả rồi, bả đang ngồi quét đứng quét đây nè. Rồi bây giờ chạy xe qua đây nha. Chị này coi cũng kỹ lắm, bả kêu mình á để hàng đó bả bỏ tiền lên cái bằng đá đó, kêu mình lại bỏ lại đó đó. Phải gì ai mà ý thức cũng như chị quá tốt rồi, nó rất là an toàn luôn, chị rất là sợ luôn. Rồi xong rồi nhận được tiền thì chị nói là cảm ơn em nha, cháu nam đi giao hàng hay vậy. Chị tưởng mình là shipper đó, nói tôi cái mình mới nói là không phải chị ơi, chị hôm nay em là em nhận giùm bé thôi. Rồi thối tiền lại cho chị nha, cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Phải ai cũng được như chị thì quá tốt rồi. Thì mọi người trong mùa dịch này thì nên cẩn thận thì tốt hơn. Như đứng lại tám chút xíu nữa mới về. Thưa quý vị, thì nói chung thì buổi sáng hôm nay là mình thứ nhất mình mua lỗ tai heo, thứ hai là mình cũng đã giao được một cái phần hàng giùm cho bà chị này đó, bà ra bà lấy rồi kìa. Nói chung thì mình góp một phần nhỏ cho bà chị này, mình cũng hạn chế có được, tại hôm nay đi chợ mình mới đi như vậy thôi, sẵn chiến thôi, chứ bình thường mình cũng ớn lắm. Thôi cuối cùng cũng đã xong rồi, mình đi về nhà đi, chứ đâu có thể ở ngoài đường như hoài được. Thì mong rằng dịch bệnh sẽ mau qua đi để cho bà con mình sớm trở lại cuộc sống bình thường nha. Thì mọi người hãy cố gắng ở nhà một thời gian nữa, thực hiện quy tắc 5K khi ra khỏi nhà. Thôi Tâm Gồm kết thúc clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại, hẹn quý vị ở video sau nha.